VinFast khai trương showroom đầu tiên tại Indonesia. Vào ngày 2 tháng 4 vừa qua, công ty CTA Utama chính thức khai trương đại lý VinFast đầu tiên tại Indonesia. Sự kiện trên đã đánh dấu bước phát triển quan trọng của VinFast tại thị trường này sau màn ra mắt thành công trong khuôn khổ triển lãm ô tô quốc tế Indonesia vào tháng 2. Cửa hàng VinFast của đại lý CTA Utama tọa lạc tại thành phố Depok, phía tây thủ đô Jakarta. Cửa hàng được thiết kế sang trọng, hiện đại, trưng bày các dòng xe điện thông minh của VinFast trước mắt là VF5 và VF34. Cửa hàng cũng cung cấp dịch vụ tư vấn, chăm sóc khách hàng và sửa chữa xe chuyên dụng. Ngoài CTA Utama, VinFast dự kiến phát triển mạnh mẽ mạng lưới đại lý phân phối xe điện chạy rộng khắp các tỉnh thành của Indonesia trong năm 2024 nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng đối với dòng xe điện. Ông Nguyễn Ngọc Chức, Phó tổng giám đốc VinFast tại Indonesia chia sẻ: Với việc khai trương đại lý VinFast đầu tiên tại Indonesia, VinFast tự hào tiến thêm một bước quan trọng trong hành trình đưa xe điện chất lượng cao cùng dịch vụ hậu mãi vượt trội đến với người tiêu dùng xứ vạn đảo. VinFast VF5 và VF34 với thiết kế hiện đại và phù hợp với thị hiếu của người địa phương, hứa hẹn sẽ trở thành sứ giả tiên phong mở đường cho những mẫu xe khác của VinFast trong tương lai, góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành xe điện tại thị trường Indonesia. Theo ông Yansi, tổng giám đốc của công ty CTA Utama chia sẻ, công ty rất vui mừng khi trở thành đơn vị đầu tiên sở hữu cửa hàng đại lý VinFast tại Indonesia với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, nhiệt tình và hệ thống cơ sở vật chất hiện đại. Công ty CTA Utama cam kết sẽ mang đến cho khách hàng những trải nghiệm tuyệt vời nhất khi mua và sử dụng xe VinFast bên cạnh các thị trường trọng điểm như mỹ canada và châu âu vinfast đang mạnh mẽ tiến ra những quốc gia khu vực châu á như ấn độ indonesia thái lan philippines cùng khu vực trung đông và châu phi ngoài việt nam vinfast cũng xúc tiến xây dựng nhà máy sản xuất xe điện ở mỹ ấn độ và sẽ xây dựng nhà máy sản xuất xe điện ở indonesia